chẳng thấy bị thấm ướt vô lượng long nữ, đều ở trước Phật chắp tay khen ngợi, lại có vô lượng thần kiền đạt phược dùng âm nhạc để cúng dường Phật, các chúng dược xoa giải cúng các thứ hoa đẹp, a tố lả vân vân cung kính cúng dường, vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác và vô lượng vô biên cõi Phật trong mười phương, tướng lông giữa trạng mày đều phóng hào quang sáng, chiếu soi những chốn tối tăm ở thế giới tam thiên đại thiên này, hào quang đó đều sáng rực rỡ khắp núi Thiếu Phong. Làm việc đó xong đều trở về thế giới của mình, nhiễu quanh bên phải ba vòng và nhập vào nơi đảnh Phật. Vô lượng trăm ngàn chúng bà la môn và sát đế lợi, trưởng giả cư sĩ đều đem các thứ hương xoa, hương bột, phan, phướn, lọng, hoa để cúng dường Phật. Bấy giờ trong hội có 72 ước đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình, sa trần lìa cấu, sanh tịnh pháp nhãn, vô lượng trăm ngàn các loài hữu tình đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bấy giờ trời tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa đã tuyệt ngữ ngôn, lìa các văn tự. Đại Bồ Tát làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và thuyết cho các hữu tình pháp như thế? Phật bảo tối thắng, thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa và thuyết cho các hữu tình pháp như thế là tu tập Phật Pháp, nhưng đối với các Phật Pháp hoàn toàn chẳng thể đắc, vì thành thục các Ba La Mật Đa, nhưng đối với các Ba La Mật Đa hoàn toàn chẳng thể đắc, vì thanh tịnh Bồ Đề, nhưng đối với Phật Bồ Đề rốt ráo chẳng thể đắc, vì ly diệt Niết Bàn, nhưng đối với ly diệt Niết Bàn hoàn toàn bất khả đắc, vì bốn quả sa môn, nhưng đối với bốn quả sa môn hoàn toàn chẳng thể đắc, vì độc giác bồ đề, nhưng đối với độc giác bồ đề hoàn toàn chẳng thể đắc, vì dứt trừ ngã thủ, nhưng đối với ngã thủ hoàn toàn chẳng thể đắc. Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, tâm chẳng phân biệt, tất cả pháp tướng, năng phân biệt và sở phân biệt đều chẳng thể đắc, tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chẳng trái sanh tử, mặc dù ở sanh tử mà chẳng trái Bát Nhã Ba La Mật Đa, tùy thuận pháp tướng. Trời tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm sao tùy thuận pháp tướng sâu xa, chẳng trái thế tục. Phật dạy, này thiên vương, Bồ Tát tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng xa lìa sắc, thọ tưởng hành thức, chẳng xa lìa cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng xa lìa pháp, nhưng không chấp trước, tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng xa lìa đạo. Vì sao? Vì đầy đủ năng lực đại phương tiện thiện xảo vậy. Trời tối thắng bạch Phật, bạch Thế Tôn, cái gì gọi là Bồ Tát phương tiện thiện xảo? Phật dạy, này thiên vương, đó là bốn vô lượng, các đại Bồ Tát đầy đủ tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nên thường có thể lợi ích an vui trong việc giáo hóa hữu tình, đó là Bồ Tát phương tiện thiện xảo. Kính bạch Thế Tôn, vì sao bốn thứ này nói là đại? Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, đầy đủ từ không biên giới, từ không phân biệt, từ các pháp tánh, từ chẳng ngưng nghỉ, từ không não hại, từ lợi ích lớn, từ bi tánh bình đẳng, từ bi lợi lạc khắp, từ bi xuất thế gian, những loại như thế, vân vân, gọi là đại từ. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, thấy các hữu tình đủ các thứ khổ, không có nơi quay về nương tựa vì muốn cứu giúp, nên phát tâm Bồ Đề siêng cầu chánh pháp, đã tự mình đắc rồi giảng thuyết cho các hữu tình. Những người tham lam thì dạy tu bố thí, người không giới, phá giới thì dạy họ trì giới, người tánh hung ác, dạy hành nhẫn nhục, người lười biếng, trễ nải, dạy hành tinh tấn, người tâm tán loạn, dạy hành tịnh lự, người ngu si, dạy học diệu tuệ. Vì độ hữu tình nên dù gặp phải các thứ việc khó khăn rất khổ nhọc nhưng hoàn toàn không rời bỏ tâm đại Bồ Đề. Những việc làm như thế gọi là đại bi. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa nghĩ, ba cõi lửa cháy dữ dội, ta đã ra khỏi nên sanh hoan hỷ. Dây sanh tử ràng buộc từ lâu, ta đã cắt đứt vĩnh viễn nên sanh hoan hỷ. Ở trong biển sanh tử, tìm tòi chấp thủ chấp tướng, ta đã ra khỏi hẳn nên sanh hoan hỷ. Cờ kiêu mạn dựng từ vô thỉ, ta đã bẻ gãy nên sanh hoan hỷ. Dùng trí kim cang phá núi phiền não, làm cho tiêu tan hết nên sanh hoan hỷ. Ta đã tự an ổn lại an ổn cho người, kẻ ngu si tối tăm, kẻ tham sân mạn vân vân, phiền não trói buộc ngủ lâu nơi thế gian, nay mới được thức tỉnh nên sanh hoan hỷ. Ta này đã thoát khỏi tất cả nẻo ác, lại có thể cứu giúp hữu tình trong nẻo ác, làm cho được ra khỏi nên sanh hoan hỷ. Hữu tình từ lâu ở trong sanh tử mê lầm chẳng biết đường ra, ta này cứu giúp chỉ dạy đường tránh, làm cho đến được thành trí nhất thiết, an vui hoàn toàn nên sanh hoan hỷ. Các việc làm như thế vân vân gọi là đại hỷ.
Thiên vương nên biết các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, đối với tất cả sắc mà mắt đã thấy, tiếng mà tai đã nghe, mùi mà mũi đã ngửi, vị mà lưỡi đã nếm, xúc mà thân đã chạm, pháp mà ý đã rõ, chẳng đắm chẳng lìa mà khởi tâm xả. Những việc như thế gọi là đại xả. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, thành tựu bốn vô lượng lớn như thế, do đó gọi là phương tiện thiện xảo. Hết quyển thứ 567.